vậy ở trong video này thì em sẽ giới thiệu đến quý thầy cô về cách để về tạo ra assignment uh, bài tập tự luận trên hệ thống nền tảng trực tuyến Edunow uh, vậy bài tập tự luận là gì bài tập tự luận là những bài tập mà các giáo viên sẽ giao cho học sinh học sinh sẽ phải làm bài và sau đó chính giáo viên sẽ là người phải chấm điểm uh, bài tập này sẽ khác với cả bài tập trắc nghiệm ở video lần trước là bài tập trắc nghiệm thì hệ thống sẽ tự chấm cho các thầy cô tuy nhiên ở bài tập tự luận thì các thầy cô phải là người trực tiếp chấm và trực tiếp cho điểm Vậy để tạo assignment, thầy cô có hai lựa chọn. Cái đầu tiên là thầy cô để tạo những assignment bài tập tự luận riêng cho từng module. Thì các thầy cô vào phần module. Sau đó các thầy cô chọn module mà mình muốn tạo assignment. Ở đây các thầy cô chọn dấu cộng này ở cái module mà mình muốn. Và cũng như phần quiz, các thầy cô chọn assignment thay vì là quiz. Các thầy cô chọn new assignment và đến tế assignment vào. Một cách khác để tạo ra assignment là các thầy cô tạo assignment cho cho khóa học. Đó là các thầy cô ra phần assignment ở phần thanh công cụ bên trái này. Đây là danh sách những assignment mà các thầy cô đã tạo. Sau đó để tạo assignment mới, các thầy cô sẽ chọn ở phần cộng assignment. Vậy ở phần assignment này, Uh, các thầy cô sẽ có một phế thần thanh công cụ ở trên đầu này. Đây, thanh này chính là để các thầy cô có thể viết tên của assignment này vào. Ví dụ em sẽ để nó là bài tập văn. Sau đó phần bảng trắng này là để các thầy cô viết đề của cái assignment này vào. Các thầy cô lưu ý rằng cái cái bảng trắng này sẽ có tất cả tất cả những tính năng uh, giống như phần page. Uh, tất cả các tính năng ở phần page các thầy cô đều có thể áp dụng ở trong cái bảng trắng này. Các thầy cô có thể thay đổi cỡ chữ, các thầy cô có thể thêm link, thêm ảnh, thêm video hoặc là thêm các file vào để làm tư liệu cho, cho học sinh hoặc là để có thể viết, viết đề theo một cách tiện lợi hơn cho, cho các thầy cô em sẽ ví dụ một đề bài là uh, viết về một ngày của em đề bài sẽ như vậy nhớ, nhớ nhá các thầy cô cũng có thể thêm vào link ảnh video hoặc là file đều được vậy phần đề bài là như vậy tuy nhiên ở dưới sẽ có các lựa chọn để các thầy cô có thể chọn cách có thể tùy chỉnh một số tính năng của cái bài assignment này đầu tiên là điểm số các thầy cô để cho thang điểm ở đây mình sẽ cho em thang điểm là thang điểm 10 một thang điểm khá phổ biến ở Việt Nam ở đây cũng sẽ có chế độ các thầy cô muốn cho bài kiểm tra này ở dưới dạng nào nó có thể ở dưới dạng hiển thị theo điểm số như số như điểm 10 trên này nó có thể là dưới dạng hoàn thành hoặc không hoàn thành hoặc nó có thể dưới dạng là phần trăm các thầy cô sẽ chấm điểm theo phần trăm còn một số các tính năng khác như là để có thể dưới dạng là điểm theo chữ A B C D F như nước ngoài hoặc thậm chí đây có thể là một bài kiểm tra không chấm điểm nếu các thầy cô muốn như vậy. Sau đó các thầy cô có thể thấy là ở đây là submission type là cách để các thầy cô cho học sinh nộp bài. ở đây sẽ có một vài phần trong đó no submission là bài tập không đòi hỏi học sinh phải nộp, online là yêu cầu học sinh phải nộp bài trực tuyến, on paper là học sinh nộp bài một cách truyền thống nộp qua tay như bình thường và external tool là học sinh sẽ nộp bài dưới dạng là một công cụ ở bên ngoài. ở đây thì ở đây thì em sẽ chỉ giới thiệu với thầy cô về cách nộp bài online tại vì đây là cách nộp bài chủ yếu trên EduNow thì khi các thầy cô chọn online thì sẽ có ba option cho các thầy cô đó là text entry nghĩa là các, thầy, các học sinh sẽ tự đánh văn bản vào một cái bảng trắng được đưa ra cho học sinh để sau đó học sinh sẽ nộp phần đoạn văn bản đấy hoặc có thể là website URL cái này là dành cho những học sinh up bài tập của mình tải bài tập của mình lên những những đường link ứng dụng như như là Google Drive thì học sinh có thể để thẳng cái link Google Drive vào đây hoặc là file upload là dành cho những học sinh muốn làm một bài tập của mình ở trong một cái file nhất định nào đấy và sau đó học sinh đó có thể tải cái file này lên thay cho phần như là một cái cách để nộp bài ở đây thì các thầy cô có thể chọn một cách có thể chọn hai cách có thể chọn tất cả các cách tuy nhiên các thầy cô phải cố, phải, cố phải chọn ít nhất một cách trong này và đặc biệt là ở phần tải file các thầy cô cũng có thể restrict các thầy cô có thể giới hạn những cái loại file mà học sinh có thể tải lên để để làm bài bài nộp đây một số tính năng khác như là group assignment, đây là bài tập các thầy cô có thể biến bài tập này từ bài tập chỉ định cho một nhóm nhất định. Peer review, các thầy cô có thể thêm vào tính năng là các học sinh có thể nhận xét nhận lẫn nhau. Anonymous grading, đó là các thầy cô có thể để chế độ là những người chấm điểm. Đó hay các thầy cô đó có thể là các bạn học sinh cùng lớp khác, không thể nhìn được tên của cái bài tập đấy. Tức là các các học sinh sẽ phải chấm mà không biết được tên của cái người làm bài là ai. Ở đây, sau đó, ở đây có phần assign. Phần assign này là các thầy cô sẽ có thể như những như phần group các thầy cô có thể chỉnh sửa xem các thầy cô sẽ cho những đối tượng nhóm nào có thể ở một lớp nhất định một nhóm học sinh nhất định về phần bài tập này nó có thể là tất cả mọi người sau đó ở phần du đây sẽ là ở phần du ở dưới đây sẽ là phần deadline phần này sẽ là phần mà các bạn các thầy cô để cái giới cái thời hạn mà học sinh phải nộp bài các thầy cô chọn vào phần bảng lịch này để đặt deadline cho học sinh ở đây em sẽ để là 29 chẳng hạn sau đó ở phần time này chính là giờ Giờ giấc mà học sinh sẽ phải nộp bài Ở đây thì em có thể để là 12 giờ không sẽ là 12 giờ hoặc có thể để là 2 20 giờ đều được còn available from và until cái này là thời gian mà cái bài tập này sẽ mở để cho học sinh nhìn thấy và làm bài ờ, các thầy cô có thể để thời hạn mà nó cái bài tập này nó đóng muộn hơn thời hạn deadline để tạo điều kiện cho một số học sinh nộp muộn và đương nhiên, những học sinh nộp muộn này các thầy cô vẫn có thấy được rằng họ nộp muộn khi nào. Các thầy cô có để, để là các thầy cô lưu ý nhá, phải mở bài tập trước deadline nhé, không mở sau ở đâu nhé. Các thầy cô có thể để, để là các thầy cô đây là 27 hay 29 tháng 7. Thế các thầy cô có thể là 20. Dạ. À. Sau các thầy cô có thể để, để hạn là các thầy cô có thể để... các thầy cô cũng phải để bài tập này đóng sau deadline nhé, không có để đóng trước deadline đâu ạ. À. Có thể sau deadline nhưng không được trước deadline nhé. sẽ để là 31 chẳng hạn giờ cũng nếu các thầy cô không chọn giờ giấc thì, thì thì, hệ thống sẽ mặc định là sẽ để cho các thầy cô là 23 giờ 59, 11 giờ nghĩa là gần gần 12 giờ đêm. Sau đó các thầy cô cũng có thể tích vào ô trống này để có thể kết hoạt hệ thống kết hoạt kích hoạt cho hệ thống rằng khi mà các thầy cô muốn chỉnh sửa phần bài tập này tức là chỉnh sửa để chỉnh sửa đề, chỉnh sửa một số tính năng của nó, chỉnh sửa ngày deadline, chỉnh sửa cách chấm điểm các thứ thì người dùng hoặc là người dùng hoặc là đơn giản là học sinh có thể được thông báo và dạo về những thay đổi này. Sau đó thầy cô cũng như phần quiz, các thầy cô phải lưu lại và xuất bản Save and Publish thì bài tập mới có thể uh, trở nên hiển thị với học sinh. Nếu các thầy cô chỉ Save, lưu mà thôi thì bài tập này chỉ có các cô nhìn thấy và học sinh sẽ không thể thấy được. Và đây chính là bài tập tự luận Assignment của hệ thống EduNow. Uh, các thầy cô có thể để ý là ở đây có phần Skip Beat Grader. Đây chính là phần mà các thầy cô sẽ dùng để có thể tự tay chấm điểm học sinh và đó chính là tổng quan về cách để tạo assignment trên hệ thống nền tảng eduna